Xin chào bà con và các bạn quay trở lại kênh chia sẻ thực tế nông trại 91. Thì có một số bà con nói là sao mỗi khi mà mình làm video thì bà con không có nhận được thông báo. Thì để mà nhận được thông báo thì mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký. Và bên cạnh nút đăng ký nó sẽ có một cái quả chuông á. Thì bà con nhấn vào nút đăng ký cũng như là quả chuông, thì mỗi khi trại mình ra video sớm nhất á, thì mọi người sẽ nhận được cái tiếng chuông, thì mọi người vào xem được liền nha. Chứ còn nếu như mọi người không nhấn vào nút chuông thì mọi người sẽ không biết là khi nào trại mình post lên á, để mà theo dõi, để tham khảo á. Thì mọi người sẽ nhấn vào nút chuông dùng trại Út nha. Thì bây giờ nè, trong cái video này Út nghĩ là Út sẽ chia sẻ nó hơi dài một chút, nhưng mà Út nghĩ là bà con sẽ sau khi xem hết video này sẽ rút ra được một số cái kinh nghiệm, cũng như tham khảo được cái cách mà ở trại mình đang phân bố những cái máng nuôi như thế nào là hợp lý nha mọi người. Thực sự là Út cũng biết là trước đây á, thì lúc mình mới bắt đầu nuôi á, mình cũng là giống như dân tập sử mọi người. Mình đã học nuôi ở khay nhỏ này, rồi qua khay to, rồi qua khay nhôm như thế này. Thì mình thấy nó mất thời gian và nó lỉnh kỉnh rất là nhiều thứ. Sau cái quá trình mà mình nuôi và mình tìm hiểu về con này á, thì mình đúc kết ra một cái cách mà mọi người bố trí như thế nào là hợp lý và tiết kiệm về cái máng nuôi, và thiết kế ra sao để mà mình thu được cái con kén đen á mọi người, để làm giống luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay tất cả trong cái video này cho bà con xem ha. Thì á, nếu như mà bà con mà nuôi kiểu như bà con mà nuôi chỉ nuôi thử 5-10 gram á, thì mọi người có thể nuôi ở trong những cái khay bích nhỏ như thế này cũng được. Đây nè mọi người, đó, khay bích nhỏ như thế này thì cũng vẫn nuôi được 5-10 gram ha. Mình dùng nhiều khay lên thôi. Nhưng mà khi mà mọi người nuôi được cái con này lớn lên tầm 10-12 ngày rồi, bắt đầu bà con đem cho gà ăn, gà nó ăn như pháp luôn, thì mọi người sẽ thấy khoái và sẽ muốn mở rộng ra thêm. Thì lúc đó mọi người sẽ nghĩ ra là sẽ nuôi qua cái máng nhôm như thế này để tiết kiệm chi phí. Nhưng mà mọi người thấy không, khi mà mình qua máng nhôm như thế này mà nếu mà nuôi khô á, thì nó sẽ không có to lắm. Nhưng mà để nuôi sệt á, thì cái con này nó lại bò đi mọi người. Để mình kiếm cái bay ra rồi ta. Cái bay ở đâu rồi. Nuôi sệt á, thì cái con này nó sẽ bò lên mọi người. Bò lên, và một ngày mình sẽ phải hốt nó vài lần, nó rất là tốn nhiều thời gian và nhiều khi mình bực á. Lúc trước có Út bực cái nỗi Út đá luôn cả nó, đá cả cái khay nhôm luôn á mọi người. Tại vì cứ hốt vào nó lại bò ra. Đây mọi người thấy không? Nè, nó đang bò ra ở cái góc kia kìa. Đó, nó ướt tới đâu mà cái người nó còn ướt là nó còn bò được, là nó bò ra ngoài luôn á mọi người. Cho nên á, là mình nghĩ á, thí dụ mà bà con mới biết với tới con này thôi thì nuôi 5-10 gram thì mọi người có thể nuôi trong cái khay bích. Còn khi mà mọi người đã thích cái con này rồi, cảm thấy hợp với con này nó có nhiều tác dụng cho vật nuôi á, giống như là gia cầm á mọi người, rất là tốt luôn, thì mọi người muốn mở rộng, thì bây giờ Út sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mọi người bố trí máng như thế nào nha. Để gọi là mình làm một lần là mình ăn luôn á mọi người, ăn ngay luôn, khỏi phải là sửa lui sửa tới như thế nào. Tại vì á, cái sửa lui sửa tới là trại mình đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi, cho nên là giờ mình không muốn bà con mà coi cái kênh YouTube của mình lại mắc phải cái lỗi y chang mình lúc trước á. Cho nên là mình sẽ chia sẻ cho bà con biết cái cách mà bây giờ trại mình bố trí sau khi mà mình đã vấp ngã với lại là thất bại ở nhiều cái cách mà nuôi khác nhau á. Thì đây mọi người ha, mình ví dụ điển hình thôi. Nếu như mà mọi người nuôi nuôi nhiều máng để cung cấp thương phẩm, hay là cho mấy chạy gà, chạy gà đá, hay là chạy cá, chạy lương như ở trại mình á, thì có thể là bố trí như ở trại mình đây nè. Tại vì mọi người biết sao không? Để mà mình tận dụng được cái mái, tại vì mỗi khi mà mình xây dựng lên một cái mái như thế này tốn ít nhất phải 30-40 bèo bèo á. Nhưng mà nếu mình mà để nuôi có ở phần dưới đất không á thì nó rất là phí. Cho nên á, là trại mình đã thiết kế như thế này mọi người. Đó, cái mọi người thấy không, đây là cái mình vừa mới hốt để đi rửa nè. Đây ha, đây là cái máng, để mình vô đây cho mọi người coi nha, cho nó chính xác luôn ha. Đó mọi người thấy không, ở đây là một cái máng này. Đó,
Cái máng ở dưới này là mình xây bằng xi măng, hai cục gạch thôi mọi người ha. Hai cục gạch là nó không có bò ra được rồi. Và mọi người đừng có mà dư hồ xong mọi người chét, mọi người tô lên là nó bò ra ngoài giống như cái máng tôn nha. Xây hai cục gạch cho mình thôi, khỏi cần phải tô chét gì cho nó đẹp hết á. Cái đó không cần thiết mà nó lại bò ra ngoài được. Cứ xây hai cục gạch. Và cái máng này kích thước của mình là đâu, ba viên gạch là 1,5 m, dài 3 m. Là mình xây để đây mọi người thấy không? Cái con đen nó bò ra đây nè. Đó. Đây. Đây nè mọi người, đó cái con đen nó bò ra đây. Đó là những ai mà muốn nuôi để cho sau này mình sử dụng để làm giống như làm giống luôn á mọi người. Mình có thể xây kiểu này ha. Tại vì á ở thời điểm bây giờ mọi người sẽ tập nuôi cho nên mọi người sẽ nghĩ cái chuyện mà làm giống hay là để cái con rùa đẻ trứng nó rất là khó khăn. Nhưng mà Út biết là chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra sau khi mọi người nuôi được 1-2 tháng. Có khi là 3 tuần là mọi người đã muốn đổi ý định qua là nuôi để đẻ trứng luôn. Tại vì cái con này cực kỳ dễ nuôi để đẻ trứng luôn mọi người. Đây nè. Thì mọi người xây cho mình một cái máng đây mọi người thấy không? Đây nè. Ui trời ơi, cái con này nó thấy nó to không mọi người? Đó, nó bò ra đây, mình chỉ việc hốt đem vô đóng kén thôi, rất là đơn giản luôn. Cho nên là bà con cứ tin Út đi, là mình xây một cái máng như thế này nha. Một cái máng 3 mét vuông hay là 4 mét vuông gì cũng được. Để mình quay cho bà con coi ha. Quay cho bà con coi sơ bộ trước cái cách mà mình phân bố như thế nào ha. Cái này nó sát bờ tường thì mình xây sát, còn ở đây mình chừa một cái lối đi. Còn hai cái máng này á, là mình xây liền kề nhau. Mình có thể đi ở trên này, rồi hai bên có thể với vô để mà mình đổ thức ăn hay là mình hốt kén gì cũng được ha. Là trước khi mọi người xây, mọi người nên thiết kế ra trên giấy trước ha. Giống như mình vẽ chứ không phải thiết kế, nghe gớm quá, nghe hoành tráng quá. Giống như mình vẽ ra sẵn ha. Đây nè mọi người. Đấy, ở đây nhà Út chỉ có một cái kho như thế này và có một cái máng như thế này ở cái trại này của Út á. Thì Út thiết kế, mọi người thấy không? Là ở đây là một cái dưới là tầng trệt nè, rồi hai tầng ở trên, đây là một tầng, đây thêm một tầng nữa ha mọi người. Là ba cái tầng để nuôi. Và nếu như bà con mới nuôi mà không muốn làm quá rộng như này thì mọi người có thể làm một phần một ô như này thôi. Miễn sao là có một ở dưới là một cái máng bê tông ha. Máng xây gạch như này. Ở trên là khay bích ha mọi người, khay nhôm chứ. Đó mọi người thấy không? Khay nhôm nè. Rồi, khay nhôm á, nếu như mà bà con chưa có điều kiện để xây cái dưới này như của trại mình á thì mọi người đang dùng khay nhôm thì mọi người có thể dùng cái kềm á để bẻ cái này nè, bẻ ngược vô đây 3 phân ha. Thì khi cái con ấu trùng nó bò lên đây á, chắc chắn nó sẽ bò mọi người. Nếu mà nuôi để cho nó to thì nó sẽ sệt, nó sẽ bò ra. Thì nó sẽ bò ngược lên tới đây thì nó gặp cái đoạn bẻ vô đây á thì nó sẽ rớt vào trong máng luôn, nó không phải rớt ra ngoài, phiền ha. Thì đó là mình đang nuôi tập sự. Còn khi mà mọi người thích nó rồi, mọi người nên thiết kế giống trại mình này. Là ở dưới là mình xây xi măng ha. Có mình vác hai đầu như này nè, đây. Có thể mọi người mua thêm cái cục gạch thẻ, gạch đơn á mọi người, chêm vô ở giữa rồi mình lết xi măng lên đây. Mình chán xi măng lên đây để cho cái con đen nó bò ra. Mọi người thấy cái con đen nó bò ra ở góc kia không? Đây nè. Đó, bò ra góc nè. Là mình hốt, mình bỏ lên cái khay cát của mình như thế này là nó chui xuống dưới, nó đóng kén rồi nó trồi lên để mình hốt bỏ vô mùng ha. Thì đó, và một cái điều rất là quan trọng nha mọi người. Mọi người đừng có làm cái khay này bằng với cái diện giống như cái chiều rộng với chiều dài ở cái bê tông ở dưới ha. Tại vì á, nếu như mà làm bằng nhau ba cái chiều dài chiều rộng này nó bằng nhau á thì cái khay nhôm này nè nó sẽ rớt ra ngoài luôn, cũng giống như là nó bò ra ngoài vậy á. Cho nên là hai cái khay này mọi người ha, mình sẽ làm nhỏ hơn 10 phân mỗi bên. Thí dụ ở đây ở cái đường này mình sẽ làm nhỏ hơn vô 5 phân, còn ở kia mình vô 5 phân ha, để khi mà cái con này nó ướt á, nó bò thì nó rớt xuống cái khay ở bê tông ở phía dưới là nó không có đi đâu được hết á. Mình không phải mất thời gian cũng như là mình phải đánh nhau với nó để hốt nó vô á mọi người. Nhiều anh chị không có để ý á, chứ thực tế là nếu mà nuôi bằng bạc hay là nuôi bằng khay nhôm mà ngoài nền đất á là nó chui, nó rút xuống dưới đất hết. Và khi mà nó xuống dưới đất rồi á, mọi người rất là khó hốt và kiểu bực mình á. Mình mới nuôi được có mấy con à,
mà nó bò đi hết rồi mình vừa tiếc mà hốt thì nó vừa đất vừa cát, rất là khó chịu. Giống như ở trại mình lúc trước mình là nền bê tông rồi á, mà mình hốt mà mình còn thấy điên, chứ đừng có nói là mọi người nếu mà nuôi bằng bạc, bằng nền đất á thì hốt rất là khó và dẫn đến hao hụt rất là nhiều nha mọi người. Thì mọi người thấy đây, tổng quan là như vậy ha. Đó. Thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho bà con, những ai mới nuôi á, mới nuôi mà mới biết tới con này á, thì mới cầm được cái trứng xong mình ấp nở á, thì không cần phải nuôi như này. Nhưng mà mình sẽ đảm bảo chắc chắn một điều là khi mọi người đã nuôi con này được 14-15 ngày cho gà ăn rồi, lần đầu tiên á, mọi người sẽ nảy ra một cái ý định là gọi là nuôi nhiều hơn và nhân giống để mình cung cấp lại cho cái vật nuôi mình luôn, chứ không phải bỏ tiền ra để mua trứng nhiều á. Cho nên là mình giống trại mình vậy, lúc trước cũng vậy thôi. Khi mà mình biết tới con này là mình đã muốn là nuôi giống như cái chỗ mà bán giống cho mình á, chỉ cho mình cái cách là nuôi để nhân giống luôn, chứ không phải là để cho con gà ăn không. Tại vì nhiều anh chị bận hoặc là không có diện tích thì mọi người sẽ kiểu giống như là mua trứng, tại vì trứng bây giờ thì nó cũng rẻ, thì mọi người có thể mua trứng để cho ăn luôn, giống như là mình nuôi to to lên mình cho ăn luôn, mình không có dùng để làm giống. Nhưng mà mình biết tới 85% là tất cả bà con sẽ muốn nhân giống. Sau 1-2 lần nuôi thử thì sau lần thứ 3, thứ 4 thì bà con sẽ muốn là cái con ruồi lính đen của mình nó đóng kén xong rồi nó đẻ trứng. Thì cái cảm giác mà khi mà mình nuôi được nó lớn lên, mọi người đợi Út xíu nha, Út quay video mà Út nói một lèo nó bị hụt hơi. Khi mà mình nuôi được cái con này rồi á, xong rồi mình sẽ có cái niềm vui là mình muốn nó đẻ trứng. Cái cảm giác khi mà mình cạo được những cái 2-3 gram trứng đầu tiên á, nó sung sướng lắm và nó quý trọng. Rất lúc trước Út rất là quý từng cái trứng mà nó rớt xuống là mình sẽ phải bóc nhẹ 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 nhàng, nâng niu nó cực kỳ luôn mọi người. Cho nên là mình hiểu được cái tâm trạng của bà con chăn nuôi là rất là muốn tiết kiệm chi phí. Và không nói đến cái vấn đề tiết kiệm chi phí thì bà con cũng muốn tự tay mình sản xuất ra cái con ruồi lính đen này cũng như là trứng, rồi khi đó thì bà con có thể là tự cho gà cho vịt mình ăn thoải mái mà không phải lo là mình phải cứ tới 2-3 tuần mình phải bỏ tiền ra để mua trứng, vừa tốn tiền mua trứng vừa tốn tiền ship nữa. Mà trong khi đó cái con này nó mình sản xuất ra rất là đơn giản luôn. Cho nên là bà con nên thiết kế giống trại mình ha. Nếu mà có một cái mái nhỏ nhỏ chuồng heo hay gì thì mọi người đây này, đó, ở dưới là hai cục gạch như vậy ha, xây lên. Rồi hai đầu phải xây vác thôi mọi người. Mọi người đừng có xây nửa chừng. Mặc dù bây giờ mọi người sẽ nghĩ là nuôi sâu thương phẩm thôi, không cần phải nuôi làm giống. Nhưng mà đảm bảo trong tương lai mọi người sẽ phải nuôi làm giống. Cho nên là mọi người xây làm cái dốc dốc lên như thế này cho Út nha. Mọi người cứ làm đi, nó thêm cái này có 30-40 ngàn tiền xi mình trét lên thôi, đâu có đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà mọi người sẽ không bao giờ thấy nó lãng phí đâu. Sau này mọi người sẽ thấy được là cái hiệu quả của nó. Tại vì khi mọi người muốn đổi ý từ nuôi sâu thương phẩm cho gà mà qua nuôi làm giống á, thì chỉ việc là để cho nó lớn xong rồi nó sẽ bò ra cái như thế này thôi ha. Đó, nó bò ra góc như thế này thôi. Cho nên là mình xây vậy nha. Đó, mọi người thấy không? Thấy rõ chưa? Cái video này nó hơi bị rung do Út tự quay xong Út đi di chuyển, mọi người thông cảm nha. Đó, hai đầu là mình vác như vậy ha, rồi xây cái hộc thu ở đây. Hộc thu này nhỏ thôi, tầm đây 20 phân một gang tay của Út nè. Đó, ở trên này thì hai cái máng tôn nhỏ hơn cái khay bê tông ở dưới 10 phân ha, để cho khi nó phòng trừ khi nó ướt nó rớt xuống thì nó rớt trong máng của mình, không có hao hụt đi đâu hết. Thì đó là những cái gì mà Út muốn chia sẻ, rất là muốn chia sẻ lại cho bà con mình mới chăn nuôi cái con ruồi lính đen này nè, để bà con có thể làm một phát là ăn ngay luôn, khỏi cần phải sửa lui sửa tới như ở trại mình nha. Trại mình là phải sửa lui sửa tới rồi cân nhắc rất nhiều kiểu thì mới ra được cái kiểu mô hình như thế này. Và mình cũng là nhắc nhở bà con là mình nên giống như là mình vệ sinh xung quanh đồ những cái khu vực mình nuôi cho nó vệ sinh đó, để nó không có gây hôi mùi ảnh hưởng tới hàng xóm á mọi người. Thì ở trại mình thì nó bây giờ mình đang đứng đây thì không có mùi gì hết. Nhưng mà hôm bữa mình làm biếng á, mình không có lọc mấy cái khay nước này nè. Thì khi mà nước đen này thì nó mới có mùi, còn nước mà nó còn vàng thì nó không hề có mùi gì nha mọi người. Cho nên á là mọi người nên làm siêng là khi nào mà thức ăn đã hết rồi mọi người mang đi rửa ha.
Còn nếu như mà chạy chạy mọi người nó bị mùi á thì mọi người có thể mua cái chai này nè. Không biết Út mua là mấy chục ngàn á. Chế phẩm sinh học dạng dung dịch, khử mùi hôi, khử hấp thụ cái độc tố, phân giải hữu cơ. Nói chung cái chai này xịt vô là cái con sâu của mình nó không có bị chết nha mọi người, mà nó khử mùi rất là tốt ha. Thì cái chai mọi người nó sẽ không có bị mùi gì hết. Và Út nhắc lại là ở chai Út thì không sử dụng men vi sinh nha mọi người, chỉ sử dụng mực rỉ đường kìa. Đó, mực rỉ đường để hòa với nước, rồi cho cái con sâu này ăn với bã đậu trộn vô để ăn sệt sệt thôi ha. Và Út cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu như bà con quan tâm đến những gì mà Út chia sẻ thực tế ở trại mình á, thì bà con có thể để lại bình luận bên dưới. Những cái gì mà mọi người chưa biết hoặc là thắc mắc á, thì mọi người có thể để lại comment bên dưới ha. Út sẽ trả lời hết tất cả mọi người. Và nếu như mọi người muốn nhận được video sớm nhất từ trại mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhớ nhấn vào quả chuông nha, để mỗi khi trại mình ra video thì mọi người sẽ nhận được đầu tiên ha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ sau nha. Bye bye.